Ai mọi người, chưa em có một con Echo 341 này mọi người. Ha, đẹp lắm. Này thì nó đẹp. Làm chuột luôn nha, làm Echo làm chuột luôn, làm zin của nó. Con máy này nó xài sức chuột nha mọi người. Làm gương đẹp. Echo 341 Inspire. Này về vệ sinh ra nha mọi người. Máy là bãi hàng bãi nên là nó bẩn. Cái này là cái chụp buri thì chắc nó tét cái đầu chụp buri bằng nhựa, nó tét ra. Về mình mua cái chụp buri nào cũng được, mấy cái cỏ nó nhiều được, mấy cái cỏ mới cưa dùng được, mấy cái cỏ cho nó dễ. Về lấy cái chụp buri của mấy cái cỏ. Hơi khủng khiếp mọi người, cái này cực kỳ. Máy là chưa dọn cho mọi người thấy đủ đồ nha. Cái này này để cho mọi người 1.250.000 nha mọi người ha. Con này để cho 1.250.000 nha. Đó. Làm mà làm chuột nha mọi người. Đế nó còn đẹp. Này thì cái nhớ cái link gì phải dính thôi. Về lấy xăng quét ra. Có đẹp. Cái này chắc cái máy này chắc để ở trên chỗ cái kệ nhớt gì sao nó dính nhớt. Không phải là nhớt của máy ra đâu nha, này là dính nhớt ở đâu. 1.250.000 nha, không bao ship. 1.250.000. Mua thì chuyển khoản giúp em cái số tài khoản trong phần mô tả nha.